khúc Tiến về Sài Gòn do ca múa toàn đội trình bày sẽ kết thúc chương trình văn nghệ của ấp Bầu Cõi đêm nay. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Chương trình văn nghệ của ấp Bầu Cõi đêm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc toàn thể quý vị sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.